Hello, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã được biết thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam bây giờ đang khá là phức tạp và nghiêm trọng. Cho nên là các cái chuyến bay từ Nhật Bản trở về Việt Nam hiện nay là đã tạm dừng khai thác rồi. Thời gian gần đây thì Việt Nam đã mở rất là nhiều chuyến bay, như là chuyến bay charter, các chuyến bay đại sứ quán rất là nhiều. Nhưng mà thời điểm này thì không còn nữa. Thì cho nên là có nhiều người đang dự định về Việt Nam thì bây giờ đang gặp rất là nhiều sự cố, rất là hy hữu. Một số người có lịch bay vào ngày mai rồi nhưng mà ngày hôm nay vẫn bị thông báo là hoãn chuyến bay. Cho nên là nhiều người đang rơi vào những cái tình cảnh gọi là dở khóc dở cười. Nhiều người thì đã xin nghỉ ở công ty rồi, nhiều người thậm chí đã trả nhà rồi, đồ đạc, tủ lạnh, tất cả mọi thứ vứt hết rồi. Mà bây giờ là chuẩn bị lên sân bay đã xét nghiệm Covid hết cả rồi. Chuẩn bị lên sân bay thì bảo là thông báo hoãn chuyến bay. Thì có nhiều người gặp phải tình cảnh như vậy rất là phức tạp. Đó. Thì có nhiều người là họ dự định là cuối tháng 5 này đầu tháng 6 là về, cho nên là họ phải thông báo trước công ty là trước 1 tháng. Và nhiều người bây giờ thông báo rồi nhưng mà bây giờ các chuyến bay hủy cả và bây giờ không thể về được. Thì đó là những người thực sự rất là nguy hiểm vào thời điểm này, bởi vì khi mà đã công ty xác định cho nghỉ rồi, họ đã xác định lên kế hoạch để tuyển nhân viên mới rồi, phỏng vấn người mới rồi, thì bây giờ xin ở lại cũng không được, rất là khó khăn. Đó, rồi còn nhiều người họ trả nhà rồi, bây giờ nhà trả nhà rồi mà bây giờ không về được. Thế là phải phải thuê nhà lại thì lại tốn kém, mà công việc thì không có, cho nên đã khó lại càng khó thêm. Cho nên là clip ngày hôm nay thì việc có dặn dò và lưu ý cho một số các bạn. Thì hiện nay thì là nhà nước chúng ta là tạm dừng khai thác bởi vì có một số trục trặc. Thứ nhất là cái chuyện cách ly bây giờ là không còn chỗ để mà cách ly nữa, bởi vì cách ly trong nước là đã quá nhiều rồi. Cái thứ hai là bây giờ phải lên một cái kế hoạch mới để mà xem xét xem là làm thế nào để mà cách ly cho nó an toàn. Có những người là cách ly hơn 14 ngày rồi nhưng vẫn không phát hiện ra. Cho nên là bây giờ là nhà nước quyết định là cách ly 21 ngày. Và người ta đang trong quá trình nghiên cứu thêm là nên xét nghiệm bao nhiêu lần và sẽ theo dõi như thế nào nữa. Cho nên là khả năng sẽ phải mất tầm hơn 1 tháng nữa hoặc là 2, thậm chí là nhiều hơn nữa thì mới có chuyến bay tiếp theo để mà về. Cho nên là các bạn mà đang có dự kiến là về sớm thì chắc chắn là không được đâu các bạn. Bây giờ trước đây cách đây khoảng tầm 1 tháng thì các cái chuyến bay charter là những chuyến bay trọn gói đó, bao gồm tiền chi phí cách ly luôn á, thì là cái giá vé nó rơi vào tầm là 40 cho tới 60 triệu, tùy vào cái thời điểm các bạn mua như thế nào và các bạn mua qua trung gian như thế nào. Còn chuyến bay đại sứ quán thì nó rơi vào tầm 25 cho tới 35 triệu đó. Nhưng mà các bạn phải xác định là sau cái thời điểm này nếu như mở lại chuyến bay thì khả năng cái vé máy bay nó sẽ không bao giờ có cái chuyện dưới 55 triệu đâu, thường nó sẽ rơi vào tầm 60 cho tới 70 triệu, bởi vì cái thời gian cách ly bây giờ nó là 21 ngày chứ không phải là 14 ngày như trước đây, và cái xét nghiệm, số lần xét nghiệm bây giờ cũng nhiều hơn 3 lần chứ không phải là 2 lần trước đây, thậm chí là nhiều hơn nữa đó. Và bây giờ để mà nối lại cái chuyến bay charter thương mại thì chắc chắn là không có rồi. Chuyến bay charter là những chuyến bay mà họ trọn gói luôn, bao gồm là chi phí đi lại rồi là cách ly rồi là vé máy bay các thứ ha. Thì để mà có những chuyến bay nối lại thì bây giờ chắc chắn Việt Nam phải là dịch bệnh phải kiểm soát ổn này. Cái thứ hai là dịch bệnh ở Nhật Bản nó không gọi là không quá nghiêm trọng, gọi là chưa tăng quá cao. Cái thứ ba là cái quy trình ở Việt Nam nó xác định một cách ok rồi đó, nó phải xây dựng lại, Bộ Y tế sẽ xây dựng lại cái quá trình dành cho người cách ly đó, và phải đảm bảo thêm là các bạn phải có trong tay ít nhất 70 cho tới 100 triệu, phải trên 70 triệu thì các bạn mới về được. Bởi vì sao thế, việc phải dặn các bạn như vậy bởi vì là về lỡ may mà trong cái đoàn mình về đó có một người nào đó nhiễm thì mình lại phải cách ly thêm chứ không phải đơn giản là 21 ngày đó. Cho nên là chắc chắn các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái số tiền khá lớn đó, muốn về là phải xác định như vậy ha. Thế thì Thái Việt muốn đưa ra cho các bạn một số lời khuyên, mặc dù các Thái Việt biết là các bạn đang rất là muốn về vào thời điểm này, nhưng mà các bạn phải xác định đó, ở Việt Nam bây giờ dịch bệnh đang nghiêm trọng và tình hình này sẽ leo thang khá dài. Cho nên bây giờ các bạn phải xác định là về Việt Nam, xác định lại cái tâm lý về Việt Nam để làm cái gì. Về Việt Nam mà các bạn kinh doanh vào thời điểm dịch này là các bạn sẽ chết ngay lập tức, ít lên chết xuống. Cho nên là các bạn xác định lại,
Cái thứ hai là tiền các bạn chuẩn bị ok chưa? Nếu các bạn chưa có tiền thì tạm thời ở đây nán lại đó ha. Chứ các bạn bây giờ là chưa có tiền mà bây giờ vay hoặc là bây giờ các bạn xin nghỉ việc các thứ rất là khó khăn ha. Các bạn ở đây các bạn dù sao cũng kiếm được ít, không nhiều thì cũng ít. Chứ còn bây giờ các bạn phải sẵn sàng cho mình khoảng tầm 70 tới 100 triệu đó. Chứ các bạn có trong tay được có 2 30 triệu là thôi. Hãy tạm thời ở lại ha. Cái tiếp theo nữa đó là cái vé máy bay các bạn phải xác định thật chính xác là cái địa điểm nào bán vé uy tín các bạn mua nha. Hiện nay có nhiều người đã bị lừa. Nói chung là không biết là lừa gạt như thế nào đó nhưng mà nói chung là mua đặt cọc xong rồi bây giờ không về được, lấy lại tiền đặt cọc thì là khó khăn. Có nhiều người là không lấy được, xác định mất trắng luôn thì không biết là lừa lọc hay là như thế nào, bởi vì là nhiều địa điểm bán vé uy tín thì các bạn không biết liên hệ như thế nào mà xảy ra những cái tình trạng như vậy. Thì các bạn cần phải xác định cho mình một cách chính xác, chứ bây giờ tiền không có mà còn bị lừa gạt hoặc là làm cho mình bị gọi là không về đúng dự kiến được thì rất là nguy hiểm, nó lùi đi lùi lại rất là nhiều thì các bạn sẽ rất là nguy hiểm. Và các bạn phải chắc chắn là mình về được các bạn mới thông báo là xin nghỉ các bạn nha. Đến khi nào mà các bạn cảm thấy yên tâm, các bạn xác định là vé máy bay là nhiều rồi thì khi đó các bạn mới là thông báo đến công ty và phải chắc chắn dự phòng cho mình một cái trường hợp hai đó. Các bạn biết chỉ cần còn có 3 ngày nữa là mình lên máy bay về rồi, nhưng các bạn xác định trả nhà trả cửa thì phải xác định cho mình một cái đó là gì, lỡ may mình không về được thì mình sẽ liên hệ ở ké ở bạn nào cho xin họ trước đi xem là mình có họ có cho mình ở hay không đó. Có nhiều trường hợp là mai về ngày mai về rồi mà hôm nay vẫn bị hủy đó, cho nên các bạn hãy phải xác định cho mình nhiều trường hợp để mình sẽ có cho mình nhiều cái phương án dự phòng ha. Chứ không có là các bạn cứ đồ đạc các bạn vứt hết rồi, trả nhà trả cửa rồi, công ty nghỉ hết việc rồi chỉ có sẵn sàng về rồi mà về không được nữa là coi như là người vô gia cư luôn á, thất nghiệp chết đó. Cho nên là bây giờ là qua ở Việt Nam sang Nhật cũng khó, mà bây giờ từ Nhật về Việt Nam cũng khó, và đặc biệt là cái tiền về nó kinh khủng khiếp lắm các bạn ạ. Ngoài cái tiền các bạn đặt tiền vé máy bay về rồi, các bạn còn phải mất một cái chi phí như gọi là gì ạ, chi phí di chuyển từ khu cách ly về nhà mua vé máy bay nữa, rồi về nhà các bạn phải cách ly thêm 17 cho tới 14 ngày nữa, rồi các bạn cứ ăn không ngồi rồi như vậy. Thì cho nên là cái giai đoạn này cũng nhiều người bị áp lực rất là nhiều. Các bạn sang đây là mất hơn 100 triệu rồi, bây giờ có khi về lại phải mất thêm 100 triệu nữa. Và không ai ngờ là cái chuyện như vậy đúng không ạ? Rất là khó khăn dành cho các bạn mà thời gian qua không làm, không có việc. Làm mà tháng dư được 10 triệu. Thực tập sinh dư tháng 10 triệu mà bây giờ phải dành đến 6 đến 7 tháng mới mua được cái vé máy bay về. Thậm chí một số còn bị lừa gạt hoặc là bị lùi lịch, hoặc là vào khu cách ly mà còn ăn uống không ra cái gì nữa. Cho nên là các bạn phải cân nhắc vào cái thời điểm này nha. Bởi vì thời điểm này thì chắc chắn một điều là Nhật Bản không có đuổi các bạn về. Không ai đuổi các bạn về thời điểm này cả, bởi vì không đâu có máy bay đâu mà về đúng không ạ? Cho dù các bạn quá thời hạn visa không ai dám đuổi các bạn về cả. Chỉ có các bạn có muốn ở hay không. Thì cho nên là các bạn phải là cân nhắc cho mình là nên ở hay là nên về vào thời điểm này. À, chúng ta bây giờ xin việc khó thì mình liên hệ với bạn bè rồi tìm hiểu rồi qua trung gian để chúng ta tìm ra những công việc làm bài tổ cũng được, dù sao thì mình cũng kiếm được một cái công việc nào đó mỗi tháng dư tầm 15 triệu cũng được mà, dù sao cũng hơn về Việt Nam ăn không ngồi rồi ha. Thời điểm này về làm Việt Nam là các bạn có cách ly suốt luôn đó, khó mà trở lại cái giai đoạn bình thường như trước đây được. Cho nên là thôi các bạn cố gắng ha. Thì clip ngày hôm nay thế là chỉ thông qua cho các bạn để các bạn hiểu hơn. Những bạn ở bên này cũng biết và những bạn ở Việt Nam cũng hiểu là tình hình ở những người ở Nhật Bản đang bị mắc kẹt lại rất là nghiêm trọng. Muốn về được phải có gần 100 triệu. Một cái số tiền khá là khủng khiếp ha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha.